Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sửa quạt này đây. Đấy, hôm nay tôi thay quạt này, tôi thay như thế này. Bởi vì nó đang chạy chậm nên chúng tôi phải thay cái tủ mới này. Đấy. Để tôi xem như thế nào. Bật số 1, số 3 rồi. Đấy. Các bạn thấy đấy. Quạt vẫn bình thường, nhẹ nhàng nhưng vẫn chạy chậm. Quạt thì cũng chạy được nhưng mà không mát. Mát cho nên cái trường hợp này thì đây các bạn xem này. Quạt như vậy quá chậm. Các bạn thấy đấy, cuộn dây bình thường không thấy chưa hiện tượng gì như thế nào cả. Đấy, cuộn dây bình thường không thấy có hiện tượng gì cả. Đấy, như vậy thì hiện tượng không phải tụ cho nên chúng tôi phải tháo lại tụ. Như vậy là tình hình như thế này là có khả năng một hồng cốt hai bị cuộn dây, bởi vì chúng tôi đoán là như vậy. Như vậy tình hình phải tháo ra như thế nào đó. Đây chúng tôi tiến hành tháo ra. Đấy, đây là loại quạt đấy, điện cơ 91 của Bộ Quốc phòng PEC đấy. Hàng này như tôi thấy từng làm nhiều rồi nhưng mà thấy cũng được. Đấy, chúng ta tiến hành vặn 4 vít ra. 4 vít của cuộn dây. Thì các bạn cũng thông cảm người nào mà làm ấy thì bởi vì mấy người yêu cầu tôi vừa quay vừa làm, anh cứ quay cụ thể cho nên tôi có thể cứ quay cụ thể vừa quay vừa làm như vậy để cho hiểu hơn. Bởi vì những người họ đang học thì họ phải những cái này rất quan trọng. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng biết về như học một cái gì đó chúng tôi cũng phải biết tháo cái này ở đâu, biết ở đâu đấy, tháo rút cái này đấy, nắp sau nó rút cuộn dây này lên kéo đâu. Đây chúng ta rút dây lên. Đây các bạn thấy chập chưa? Giờ tôi đưa ra ngoài sáng cho các bạn xem. Đấy bị cháy đen này.
Đấy, cái này như vậy là bị chập sâu vào bên trong, cho nên những hiện tượng như thế này chúng ta nên thay lại cuộn dây. Nếu các bạn được thôi, nếu mà các bạn muốn cò ra và đổ sơn vào, nhưng cái này tôi nghĩ không an toàn lắm, cho nên các bạn phải chú ý. Những trường hợp này làm về vài ba bữa họ lại đưa tới, cho nên chúng ta khá. Đấy, như vậy cuộn dây chúng ta kiểm tra trục bạc cốt có thể như thế nào. Cái này rất quan trọng, các bạn xem. Đấy, quan trọng ở bên trong này. Đấy, đấy, trước khi thay cuộn dây là chúng ta phải kiểm tra trục bạc cốt như thế nào. Đây, đằng trước đằng sau, nếu các bạn không chú ý cái này thì là đến vào trong nó sẽ hỏng. Nó hỏng thì mình bởi vì làm nghề mà đưa đi đưa lại là nguy hiểm, cho nên các bạn phải chú ý. Bây giờ mình tiến hành thì phải ấy thôi, phải tháo thôi, tháo ở dưới đít lên. Nhớ bạn cái này. Và như tinh tờ thì chúng ta phải cắt đó. Đấy, chúng ta cắt ở bếp dưới này. Còn ở đây có 4 giây. 4 giây thì chúng ta phải thêm một giây, tức là một giây nào đó, giây thường thường là của giây tủ. Chúng ta rút ở đây này, chúng ta đè mà rút thôi. Đấy. Đấy chưa, các bạn thấy cháy sâu vào trong chưa? Nó còn còn bên ngoài thì được, nhưng mà cháy sâu là các bạn đây cháy cả cồn chảy này, đây vì không phải cháy mà bị chòm chập rất nguy hiểm. Vâng, cho cái thay chúng ta phải tỉnh tự, chúng ta phải bỏ nhất vào chỗ này để làm đánh tan những cái cặn bã của nó trước. Để làm bôi trơn cho nó, bởi vì lâu ngày nó chảy chết ra hết các cái liên mờ của đấy, cho nên nó cứng cứng lại rồi. Đấy, chúng ta cố gắng làm bôi nào. Đấy, bon như vậy rất tuyệt vời. Đây, chúng ta tiến hành bỏ cuộn 4, đây cuộn 44 vào. Có nhiều người hỏi, người ta hỏi cuộn bỏ cuộn 46. Thưa quý vị, các bạn 46 thì không thể bỏ được. Bỏ nó rất rộng, cái độ hở của nó là khá rộng, cho nên nó chảy rất nóng, mà một buổi là nó thể cháy cuộn dây. Cho nên các bạn cuộn nào là chạy cuộn này thứ ấy các bạn xem coi, đấy sát rịt luôn đấy, chứ hở ra là cuộn 46. Cho nên nếu mà các bạn có hỏng ấy thì các bạn thay cả cái củ bên trong này, củ sát này.
Đấy, chúng ta tiến hành bỏ lên mỡ. Đấy, chúng ta xác định ở vị trí ta bỏ bên trái, ta bỏ phía bên này, vì bên này là nó có cái thanh đưa đi đưa về để làm cho quạt được cho nhiều người, cho nên chúng ta phải tránh ở phía bên này. Chúng ta bỏ bên này nó sẽ cọt vào cái này, cọt đi chơi đấy. Đấy. Thế thôi, chúng ta tiến hành đấu đấu dây. Trước khi chúng ta đấu thì đấu làm sao để cho nó chạy. Tôi khuyên các bạn như vậy, bởi vì cuộn này cũng có những cuộn lội. Cho nên chúng ta phải đấu trước đấy. Đây. Thế màu sắc của nó là ba số đây, hai số này tù với khởi động hả tiền với đấy. Đấy, xanh vàng trắng, một là xanh, hai vàng, ba trắng, ba số hai này tù đấu vào để cho nó chạy. Đây, nó là lấy muối với nó. Đây, tụ cho nó một mũi, đấu là như vậy thôi. Đây, cái này nguồn tụ chơi. Đấy. Đơn giản thế thôi. Còn đây lấy một số. Số nào được. Chúng ta lấy số vàng này. Số trung gian này. Chính giữa này. Rồi. Gấp lại. Rồi, bây giờ chúng ta lấy hai dây này châm vào điện. Nếu chạy được bình thường là coi như tốt. Các bạn xem, tôi cẩn thận không có bị điện giật đây. À, như vậy được chưa chạy, chúng ta có lẽ đang kẹt, chúng ta phải dùng bằng cái này thử thổ như thế nào. Chưa được. Rồi. Đấy, nó phải bon như vậy đấy.
Bon nếu nó chạy được thì được, nếu không không chạy được là cuồn bị lỗi đấy. Ừ. Các bạn thấy đấy. Còn thấy quay chưa? Đấy. Đấy. Mệt đấy, đủ gió đấy. Thế thôi. Chúng ta tiến hành đấu thôi, đấu ghép thôi. Đấu ghép thì chúng ta phải đấu xuống như này. Làm sao ra? Các bạn xoắn như vậy. Ra thế này, bỏ quần dây. À, chào ông.